Mọi người nha, thì hôm nay là một ngày rảnh rỗi của Liên Nga TV. Thì hôm nay mình sẽ đi qua suối kia bắt cá mọi người nha. Hôm nay mình sẽ đi bắt cá, sau đó xong rồi anh em mình sẽ nướng cá ở suối luôn rồi uống tại suối luôn nha mọi người nha. Bây giờ là năm 2024 rồi, thì lâu rồi không có video, bây giờ làm video cho mọi người cùng xem nha. Mọi người cùng đi theo video của Liên Nga nha. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy con suối này chưa? Con suối này rất là nhiều cá luôn nha mọi người nha. Con suối này thì lúc trước thì Liên Nga cũng đi một lần rồi nha. Giờ lúc trước thì mình đi mình không có quay video. Thì hôm nay mình quay video cho mọi người cùng xem. Cá này là cá coi là cá rô phi thôi mọi người nha. Còn cá khác thì không biết thì suối hôm nay mình đi thả đuối. Mọi người nói xem nha. Hôm nay là chú bộ đội đen tù ngựa hồi nha mọi người. Mọi người thấy có quen không? Ông đi một cối luôn mà. Đây là chỗ lô sư của ai tôi cũng không biết nữa. Còn ông bên tất kia thì đang đi sau nha mọi người. Dạ. 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 Đây bị chiêu rồi bất là tăng. Bị tiêu là tăng. Lý ê cái bài nó mọi hen. Đốc. Đây thì đang thả lưới nha mọi người. Cái vào hậu này tâm ăn thiệt là quả đó, vào hậu này. Tấm đôi nha, dồn. Đây nha mọi người nha, quý vị đã có 2-3 con rồi nha mọi người. Cái suối này thì cá thì có rất là nhiều luôn. Khờ toàn ăn sợ hờ. Cả. Đây do người ta hay đi nhiều cá thì hết rồi. Đó này, được chưa? Để đi chưa được cái gì đó hả? Chưa được mấy con rồi đó. Cái này chỉ cần rao 30 phút là ok luôn. Tôi tiêm bằng đúng vui hả? Vào đây, vào đây, vào đây là đúng. Nên tăng này phải đánh nhuộm phải không? À, nữa. Bây giờ thì chúng tôi đã chuẩn bị lúa rồi mọi người nha. Để chuẩn bị nuôi cá nha. Tìm ta phải liền. Hóa là dưới cao hay ca ta ai tụt gãy hay là chân bò khoang bò chạy xì luôn đẹp xì luôn đấy tầm gần tao xì rồi nữa lấy cái hắc một tép.
Dọc cao của lệnh là hả? Mừng chức năng đấy. Tôi là cái khắc mọi hàng nào. Mày bạ hụt. Vậy thì anh em nhậu rồi nha mọi người nha. Đây là cá chấm ớt chắc nha mọi người. Đây là liệu cho mọi người. Cá này nuốt đến quá mọi người nha. Giờ nhưng chung là bọn người thì là bọn tôi là người địa phương nha, là tiếng Việt thì cũng không rắn lắm ấy nha. Nhưng bà Vương là bị ta ấy mà. Mọi chặt đi. Đấy. Sao này cái lọc mày là y cho mẹ mày. Đúng là bret, bị là bret mà. Sao chặt. Đi đi. Mọi người ăn rất là mạnh nha mọi người. Dín chưa? Đã đặt phần gây vào chân bơ. Anh em đang nhậu nha mọi người, hay là ngùng với đều nha. Đang nhậu đã, đang mặt rất là bận luôn.